phát hiện bộ xương người trong căn nhà đã bán. Khi mở cửa vào, một người dân phát hiện bên trong nhà vệ sinh có một bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng. Ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và cho giám định ADN để xác định chính xác danh tính của bộ xương trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Theo điều tra ban đầu, chiều 5 tháng 7, một công an viên và ông Nguyễn Phúc Thường, sinh năm 1969, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đến nhà ông Nguyễn Phúc Thảo, sinh năm 1982, em ruột ông Thường, để làm thủ tục bàn giao nhà. Đất vì ông Thảo đã bán cho ông Thường. Khi mở cửa vào, ông Thường phát hiện bên trong nhà vệ sinh có một bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng. Theo công an, nhiều khả năng bộ xương trên là của ông Thảo. Ông này sống một mình trong căn nhà trên. Từ tháng 12 năm 2022 đến nay, cửa căn nhà đã đóng và không ai liên lạc được với ông Thảo. Ông Thường nhiều lần tìm đến căn nhà nêu trên nhưng cũng không gặp được em trai của mình.